lúc như vậy? Tất nhiên là chưa. Chào mừng tất cả quý vị đang đến với chương trình Sàn Đấu Ca Tư, được phát sóng định kỳ vào lúc 19 giờ trên kênh HTV7 tối Chủ nhật hàng tuần. Sao tự nhiên mình đang tông cao của mình chuyển một cái tông rất là trầm trọng vậy? Và thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng tôi phong thái trẻ trung, đỉnh đạo, nhí nhảnh, hồn nhiên những bà điên. Quý vị và các bạn thân mến, Sàn Đấu Ca Từ là một chương trình hết sức là vui nhộn, hết sức là thú vị nhưng cũng rất là gây cấn. Bởi vì tất cả chúng ta, những khách mời, từ khách mời của đội chủ nhà tới khách mời của đội khác, đều phải trải qua những thử thách rất là hóc búa của chương trình đưa ra. Tất nhiên là mọi người sẽ phải thể hiện tài năng nhanh nhẹn, trí nhớ của mình. Và nếu như ai nghe nhiều thể loại nhạc thì người đó sẽ rất là có nhiều lợi thế. Và chúng tôi dựa trên nền tảng là karaoke. Vì thế mọi người, phù hợp cho tất cả mọi người, từ già trẻ, lớn bé, mập ốm gầy, đẹp không bình đẹp, thường hoặc không bình thường không đều có thể hát được. Đúng vậy. Và thưa quý vị, trên sàn đấu này sẽ có hai vật dụng vô cùng quen thuộc. Đố à? Nói đi, nhỏ chảy nãy giờ nè. Từ từ tôi phải giới thiệu đàng hoàng. Tôi phải giới thiệu đàng hoàng rất là sang trọng. 2, 3, lại. Và thưa quý vị, trên sàn đấu này có hai vật dụng rất quen thuộc. Và thưa quý vị, trên sàn đấu này có hai... Tôi chưa vô mà. Ừ, đi thôi, ai mướn. Lại nha. Lại. Và thưa quý vị, đi đi. Cô ấy rất rảnh. Cô ấy đang đi vòng quanh hai cái chuông của chúng tôi. Hai cái chuông này chính là hai món vũ khí của đội nhà và đội khách. Họ phải nhấn chuông để giành quyền trả lời những câu hỏi của chúng tôi. Cái điều còn lại là cái micro. Micro. Micro là vật dụng chúng ta cầm lên. Để làm gì? Để nói, để hát. Tổng cộng sẽ có 4 vòng đấu. Và đội thách đấu sẽ gồm có 3 người chơi. Để thách đấu với đội chủ nhà gồm một ca sĩ nổi tiếng. Trước khi chúng ta làm quen với những người chơi thì Hà Trâm xin giới thiệu thành phần không thể thiếu trong chương trình Sàn Đấu Ca Từ. Là những tế bào của chương trình. Thưa quý vị, hãy đón chào bên nhạc Long Black. Ngoài ra, như thường lệ, đây là một chương trình về những bài hát, về ca hát, có hát ở đây đó. Nhìn hai người MC lại biết khả năng chương trình này hát như thế nào rồi. Đúng, mời hai ca sĩ để dẫn chương trình. Và ngoài ra chúng tôi còn có thêm hai ca sĩ nữa để hỗ trợ cho người chơi. Xin được chào đón Minh Trí và Kim Ngân. Và thưa quý vị, chúng ta hãy cùng nhau gặp gỡ đội thách khách mời ngày hôm nay. Là họ là những người như thế nào hả Trâm hả? Đội thách đấu khách mời chủ nhà của chúng ta gồm có 3 người chơi trong một đội. Họ sẽ hóa thân thành những nhân vật rất đặc biệt. Và hãy cùng đến với họ, làm quen với họ, xem rằng họ đến với chúng ta với mục đích gì. Tàu Titanic chìm vào năm 1912. Thế nhưng ở một không gian khác, Jack và Rose vẫn còn sống và nghĩ rằng họ vẫn chỉ vừa mới gặp nhau trên tàu. Đây là Jack. Đây là Jack. Đây là Rose. Còn đây là in my dreams I see you, I feel you. Celine Dion, Diva. Just one time and last for a lifetime and never let. Until we're gone.
người vẫn sống mãi với tâm hồn tuổi đôi mươi trong bộ phim. Một ngày. Đây là vé mời của sàn đấu ca từ. Đi đi thôi các chị em ơi. Nói chung là trước khi mà đến với khách mời thì Trâm phải nói một điều, Trâm rất khâm phục những ai viết nên kịch bản của chính video xác. Clip này rất câu chuyện xác. Tình Titanic xảy ra ngay bà bị Vũng Tàu của chúng ta với sự lồng tiếng của bà Google. Jack and Joe và Celine Dion tụ hội cùng một chỗ. Sau đây chúng ta sẽ cùng làm quen với họ, Jack, Rose and Celine Dion.
là nhan sắc đó. Em ơi, mình cứ bình tĩnh không? Mình có bình tĩnh chứ, em bình tĩnh chưa? Bị sóng tạt vô bờ rồi hình như là Còn say sóng Now, row Jack and Celine Dion. Các bạn hãy giới thiệu sơ sơ về bộ ba của mình nào. Đầu tiên xin mời Rose. Rose xin chào tất cả các bạn có mặt trong đêm ngày hôm nay. Tên thật của mình là Thủy Trang. Mình là bạn gái cũ của Jack. Là đây, bạn gái cũ của đây nè. Tụi heo bắt đầu rối rối rồi đó. Trang đang làm công việc gì? Nghề nghiệp của mình là thiết kế nội thất à. Wow. Thiết kế nội thất. Một cái ngành nghề rất là lợi thế trong cuộc thi âm nhạc ngày hôm nay. Dạ vâng ạ, em tên là Nguyễn Lê Việt Hưng. Em hiện tại là ca sĩ tự do. Ít ra phải có một người ca sĩ ha. Đúng rồi. Cuối cùng, bà này bà lạc quẻ nhất. Nào, tên gì? Dạ, em tên là Diệu Trang. Hiện em cũng là ca sĩ tự do. Và em là người yêu cũ của... Cái gì? Đây cũng người yêu cũ, đây cũng người yêu cũ là sao? Dạ, chị này người yêu cũ 2 năm trước. Còn em mới quen 2 tháng, mới bỏ. Huy ơi, Huy, cứ đầu của Trâm đâu rồi? Vậy cuối cùng ông này, ông Jack này, ông sẽ yêu ông thuyền trưởng chăng? Có lẽ vậy, có lẽ vậy. Chắc hiện tại là ông đang yêu ông Caribe. Nói chung là các bạn sẽ đến đây với một cái tinh thần là quyết thắng là tôi biết rồi. Những mối tình ngăn trái 2 năm, 2 tháng rồi cả những cái điều mà... khó khăn nữa, nhưng mà các bạn sẽ lấy tên các bạn là gì? Dạ, team của em lấy tên là Du Mục ạ. Du Mục. Du Mục. Du Mục. Wow. Mình từ dưới biển mình chui lên mà sao mình lại chọn là Du Mục? Tại sao là dạ anh nhường mi lại cho cho người yêu cũ 2 năm. Rose xin trình bày, mình trôi dài trên biển, mình cũng bớt cụ bơ, mình lên lên. Thành ra là mình lấy cái tên Du Mục nó đúng với cái tính chất của đội mình là lên lên. Là trôi nổi, lạc trôi. Có thể dùng cái từ du mục để diễn tả cái tính chất lạc trôi đó. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Nghe bạn giải thích tôi rớt nước mắt. Các bạn thân mến, các bạn chuẩn bị đón chào một cái người vô cùng hung dữ. Vô cùng gọi là dữ dội. Anh ấy là một trong những người ca sĩ, những người nhạc sĩ. Cái độ phủ sóng của anh ấy không ở Việt Nam nữa, mà ra toàn cầu. Rồi, bây giờ thì chúng ta hãy cùng chào đón nam ca sĩ. Ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên, nhạc công, beatboxer, producer, người ngoài hành tinh, Lưu Hoàng. Thì là sai nhưng mà không phải ai mình cũng bừa bãi và cà kẹt nhiều quá hóa ra là thừa thải. Mặc dù em có đẹp, mặc dù em có xinh, dù cho đôi mắt của em thật lung linh, nhưng mà em chưa 18 nên anh nào dám và phải thật bình tĩnh nhân chờ đừng có tham nha. Có những phút suy tư thật xa xăm nhưng muốn tâm tư tuổi 18 thế giới mới bao la ở ngoài kia nắng hay mưa rông chờ ta sẽ đến lúc ta vô tình gặp ai thế nhưng tâm tư dấu nếu biết trước yêu ai vào ngày mai đúng sai sẽ không nhận ra. First time lần đầu được ngồi bên em, yeah. This is my first time lần đầu được chạm môi la 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 la. My first time lần đầu được cầm tay em, oh. This is my first time và thấy trái tim mong nhận yêu đời. Hey baby, come on baby, đôi ta sẽ go. Có những phút suy tư thật xa xăm nhưng muốn tự tư tuổi 18 thế giới mới bao
Giới thiệu của Ngô Kiến Huy. Em nghĩ là anh Huy chắc là rất là ưu ái cho em, cho nên mới cho em rất là nhiều những cái nghệ danh và những cái nghề mà em chưa từng được trải qua. Tôi thích nhất cái cụm cuối cùng luôn á, người ngoài hành tinh, lưu hoàng. Chúng tôi phải lăng xê bạn ở một cái tầm cao mới, một cái tầm cao không phải của trái đất nữa, nó thuộc về không gian và thời gian. Hoàng ơi, bên kia họ lấy tên là đội du mục, tức là họ kể về cái phận đời lận đận của họ lết qua lết lại như vậy. Hoàng sẽ lấy tên gì để mà chúng ta có sự đối kháng là chữ du mục nào? Đó là... chắc em lấy tên não cá vàng. Não cá vàng. Theo cụm từ khoa học, cá vàng là một loại cá ba đuôi, có khoảng thời gian và trí nhớ rất ngắn, tầm khoảng 3 giây. Mỗi giây tương ứng với một cái đuôi. Hay mà, tôi hiểu bạn mà. Chào thưa quý vị, như vậy là đội bên đây là đội não cá vàng sẽ đối đầu với lại đội du mục. Và các bạn hãy cử ra thành viên đầu tiên, ai sẽ là người thách đấu với Lưu Hoàng trước. Wow, Jack ra luôn. Và xin mời các bạn vào vị trí của mình. Hoàng thân mến, bạn đại diện cho chúng tôi, những người chủ nhà. Mà xác suất chúng tôi thống kê cho thấy đội chủ nhà hiện tại tỷ lệ thắng là 0%. Chúng tôi đặt trọn niềm tin vào bạn. Bây giờ sẽ là vòng đấu đầu tiên, tên gọi tàng hình. Kính thưa quý vị, vòng thi này chúng ta sẽ có 3 bài hát. Đó. Ừ rồi, chúng ta có 3 bài hát. Và chúng ta sẽ được hiện một đoạn bài hát lên màn hình LED. Sau đó ca sĩ của chúng tôi sẽ hát đoạn nhạc đó, đoạn bài hát đó cho các bạn biết đó là bài hát gì, để chúng ta nắm được giai điệu của bài hát nè, rồi về tempo các thứ các kiểu. Đặc biệt trong cái đoạn này sẽ không chứa đựng câu hỏi của chúng tôi. Chính xác. Đoạn nhạc tiếp theo sẽ có 1 đến 2 câu hát được tô màu vàng và nó sẽ mất dần đi trong vòng 5 giây. 5 giây đó các bạn phải quan sát thật kỹ, thật nhanh và ghi nhớ trong đầu. Bởi vì là sau 5 giây thì hai câu nhạc đó đã biến mất. Và 10 giây tiếp theo sẽ là thời gian cho các bạn bấm chuông và giành quyền trả lời. Chính xác sẽ giành được 1 điểm. Nếu trả lời sai, điểm đó sẽ dành cho đối phương. Nếu bạn nào trả lời chính xác 2 bài hát, bạn đó sẽ giành chiến thắng với trị giá giải thưởng là 3 triệu đồng cho vòng này. Mấy bạn hiểu chưa? Ok. Xin mời hệ thống và bài hát đầu tiên. Xin mời ban nhạc. Làn da cháy nắng vai còng nhấp nhô cuồng đôi chân, ông đạp qua bao phố phường, giọt mồ hôi rơi cho con lớn khôn, bữa cơm no chiếc áo mới đến trường, đứa con nào đâu thèm nghĩ
qua chỉ trách cha cơ hàng. Nó luôn mong ước như chúng bạn và cha của nó không là ông. Và 5 giây tiếp theo. 5 giây quan sát. Thời gian 10 giây. Chưa. Bắt đầu. Xin mời Du Mục. Thời gian cứ thế vô tình lướt qua. Đứa con này lại làm cha như bao người. Cha trong ký ức bao người cha già gánh cho con bao năm tháng nhọc nhằn. Giang cha giờ đây đã khuất xa, còn chẳng là ký ức nhạt nhòa. Nỗi đau từng đêm dày xéo con, chỉ mong được thứ tha một lần. Giang cha giờ đây đã khuất xa, còn chẳng là ký ức nhạt nhòa. Ước mong một ngày trời nắng hồng, tôi vơi về với quá. Wow. Hay quá. Và Jack ơi, bạn hãy đọc to và rõ câu hát vừa rồi đi nào. Gánh cho con bao năm tháng nhọc nhằn. Gánh cho con bao năm, bao năm tháng nhọc nhằn. Bạn cắt chưa? Bạn cắt chưa? Chúng ta hãy sự kích động để hai thành viên còn lại. Họ đoàn kết. Theo bạn đúng hay sai? Em nghĩ là đúng, tại vì em vừa mới tính bấm rồi mà nãy anh làm cứ đếm 10, 9, 8, 7 sao em quên mất tiêu đừng câu. Tin vào Huy. Quên. Đừng tin vào Huy. Đừng tin vào cá vàng quên. Người ta khác biệt. Em đang tập trung được 10 giây đầu, tự nhiên cái anh nói 10, 9, 8, 7 xong cái em bị lùi dần, cái em đó, quên mất tiêu thấy câu. Thấy chưa Huy, là thân kiểu gì vậy? Tôi sẽ rút kinh nghiệm. Phải rút đi. Tôi không đếm nữa. Anh là đội chủ nhà với em. Đáp án. Du Mục. Tỷ số 1-0. Lưu Hoàng, lần này đừng tin Huy nữa, bình tĩnh, tự tin và bấm nút. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài hát tiếp theo, xin mời bạn hệ thống. Xin mời ban nhạc. Trời ơi. Hồi nãy là bài cha, bây giờ là bài mẹ. Bài ba, bài con chắc luôn. Để xa xa cái chuông ra. Để xa xa cái chuông ra, đó. Các bạn có thể để cách khoảng... Một gang tay. Một gang tay. Đây nè. Và bây giờ 10 giây bắt đầu. Nào, Lưu Hoàng, hát đi nào. Này con yêu, trong đôi mắt xòe tròn ôi bé cưng, nhìn cha con, cha đang rất vui, giọt nước mắt lăn trên khóe môi. Con hãy nhìn kìa, cha đang khóc vì con.
Một ngày tình sáng, rồi mẹ chợt nghe vụng về con nói câu mẹ ơi. Chiếc môi bé nhỏ thốt lên bất ngờ, khiến tim mẹ vui như vỡ òa. Đây là mặt đất, đây là trời cao, đây là nơi đã sinh ra con. Dấu chân bé nhỏ bước đi cùng cha. Wow! 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 Tự nhiên cái bước đi, wow. cái dấu chân bé nhỏ bước đi cùng cha. Wow! Dẫn theo Lưu Hoàng đi xa thật xa. Thôi, mình phải chấp bây nhận. Bây giờ qua bước chân bé nhỏ luôn rồi. Ừ, hết dấu. Bước hết đi vững vàng. Bước đi vì con giống Lưu Hoàng. Thưa quý vị và các bạn, rất xuất sắc, đoán sai bét. Hết cũng sai bét. Hết cú. Xin mời bạn hệ thống. Tôi sợ lắm, tôi sợ mỗi lần cái âm thanh này vang lên lắm. Nó tổn thương vô cùng. Đội chủ nhà một lần nữa bị tổn thương. Bước nhiều chân quá, có gì bị lộn. Ừ, mà gặp nó cái vàng nữa thì làm sao nhớ. Chiến thắng 2-0 này đã thuộc về Jack. Bạn đã nhận được 3 triệu đồng. Mà bạn phải cảm ơn Hoàng đi. Hoàng đã dâng tận tay cho bạn một điểm đó. Cảm ơn Hoàng. Trời ơi, mạnh mẽ quá Jack ơi. Chúng tôi có hơi bị tổn thương. Không sao Hoàng, chúng tôi tin bạn. Bây giờ bài hát cuối cùng, chúng ta vẫn phải đấu với nhau, nhưng bằng tinh thần xã giao, hữu nghị, vui vẻ. Hy vọng là Hoàng sẽ hát được. Hãy mang lại một chút gì đó cuối cùng cho đội chủ nhà đi. Bài hát thứ 3, hệ thống bắt đầu. Xin mời ban nhạc. Nếu chỉ còn một ngày để sống, người đưa tôi về đến quê nhà, để tôi thăm làng xưa nguồn cội, cho tôi mơ mơ tiếng mẹ cha. Nếu chỉ còn một ngày để sống, người cho tôi một khúc kinh cầu, người tôi thương êm ấm môi cười, cho con tôi bước đời yên vui. Quá dễ. 10 giây bắt đầu. Sau cái game show này em không còn mặt mũi nào. Dạ, chúng tôi đã thiên vị rồi, thiên vị cho chót nè, lời bài hát nè, cầm đọc. Tập trung nè. Mình đừng có nhìn đúng Hoàng rồi, nữa. Nhìn Hoàng nữa, nhìn bản thôi. Nhìn bản nè. Các bạn đừng nhìn Hoàng nữa nha. Nếu chỉ còn một ngày để sống, làm sao ta trả ơn cuộc đời, làm sao ta đền đáp bao người, nâng ta lên qua bước đời trên vai. Nếu chỉ còn một ngày để sống, làm sao ta chấp nhận nỗi lòng, làm sao ta hành thang tâm hồn, xuôi đôi tay đi giữa hừng đông. Phải ghi nhớ khoảnh khắc này. Ba má ơi.
người em của tôi đã hát được rồi. Xúc động ông Huy, xúc động quá. Và xin mời hệ thống trăm điểm. Trời ơi, một điểm đầu tiên trong cuộc đời của Lưu Hoàng. Yes. Chưa bao giờ đội chủ nhà thua trắng cả. Và hy vọng lần này biết đâu chừng hôm nay có. Chuyện gì rồi cũng có thể xảy ra. Bây giờ như vậy tỷ số là 2-1 nghiêng về Du Mục, và chúc mừng các bạn nhận được 3 triệu đồng. Và bây giờ kính thưa tất cả quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với vòng thi tiếp theo được mang tên Phản Chiếu. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với sàn đấu ca từ với vòng thi Phản Chiếu. Bây giờ sẽ đổi người thách đấu với lại Lưu Hoàng. Nào, xin mời Du Mục sẽ chọn ai? Wow. Celine Dion. Celine Dion. Người yêu cũ 2 tháng. Người yêu cũ 2 tháng. Tôi hình dung là người yêu mới rồi. Sao? Kế bên. Họ sẽ là một cặp đôi rất đẹp. Vẫn chưa biết nói mình luôn á. Tội nghiệp. Hoàng ơi, em đang bơi ở khúc nào rồi? Em đang bơi ở Thái Bình Dương hay Đại Tây Dương rồi, em bơi về nha. Nha, cố lên nha. Ngoài cái bị chỉ nhớ cái vàng ra còn bị lãng tai nữa. Trời ơi, sao khổ vậy? Cuộc đời mà. Hoàng, em nghe được anh nói chứ? Em nghe rõ. Câu cần chữ luôn ơi. Bây giờ bạn sẽ tiếp tục thách đấu như một thành viên tiếp theo của đội Du Mục. Bạn có lời nào muốn dành cho bạn ấy hay không? Chúng mình cùng cố lên thôi chứ sao vậy? Tôi không nghĩ đây là cuộc đấu luôn á. Nghe người ta nói nè, xin mời Celine Dion. Dạ mình em cố gắng được rồi. Ý là không khoan nhượng đó. Quay trở lại chủ đề nào. Thưa quý vị các bạn. MC mà cạn lời luôn là biết rồi đó. Tôi không hề thấy một cái ý chí chiến đấu nào trong hai người này cả. Nếu như vậy là Huy. Anh cố lên nha. Mình em cố được rồi. Luật chơi vòng 2 như sau. Sẽ rất là căng thẳng, tương tự vòng 1. Nhưng giải thưởng cao hơn thì độ khó sẽ tăng lên một bậc. Vẫn là những lời bài hát, nhưng những lời bài hát chữ màu vàng đó sẽ không biến mất đi, mà nó sẽ đảo ngược lại. Giải thưởng tại vòng này đó chính là 5 triệu đồng. Chúng ta sẽ cùng đến với bài hát đầu tiên. Xin mời hệ thống. Xin mời ban nhạc. Trời ơi, bài hát xuất sắc luôn vậy đó. Huy Huy, mình phải đứng đây Huy. Huy đứng đây nhìn coi Hoàng. Nhìn đứng đây để nhìn cái mặt của Hoàng à. Chiến sĩ ta dầm mưa dãi nắng, mưa rét rung người nắng sấm màu da. Tấm vải ta làm ra mảnh áo, là chiến sĩ quyết tâm đi diệt thù. Anh hăng hái một đời thiện duyên, em hướng quyết tâm nguyện hiến sức mình. Ơ nhanh tay lên nào anh chị em ơi, ơ nhanh tay lên nào. Và bây giờ sẽ là thử thách của chúng tôi đưa ra cho các bạn. Thời gian 10 giây để nhấn chuông. Bắt đầu. Nhấn chuông đi. Tại sao không ai nhấn chuông vậy? Cứ nhấn đi rồi tính sao. Nhấn. Nhấn. Ủa sao không nhấn? Nhấn. Đọc được rồi đó, tôi thấy gương mặt của Hoàng rồi đó. Tạo ra nguy hiểm xíu thôi. Yeah. Hoàng ơi, xin mời Lưu hát Hoàng. Đi, hát đi em. Hát to và rõ nha Hoàng, đừng có lê lưỡi nha Hoàng nha. Mãi mãi nhân rừng xanh dòng tiếng, chỉ căm thù ta biến thành tơ. Tiếng súng xa hòa theo nhịp máy, hòa tiếng máy chúng ta diệt thù.
chiến sĩ ta gửi đẹp lòng. Ơ nhanh tay lên nào anh chị em ơi, ơ nhanh tay lên nào anh chị em ơi. Em con nó hát được rồi. Trời ơi, đội chủ nhà hãnh diện vậy em. Mừng quá. Sau bao năm tháng nuôi đứa em khôn lớn, nay nó đã biết hát rồi. Cảm ơn. Nào, đọc, xúc động lại, đọc lại đi Hoàng, đọc lại đi em. Đọc sai nữa anh Huy cắn lưỡi đó Hoàng. Tiếng súng xa hòa theo nhịp máy, hòa tiếng máy chúng ta diệt thù. Yeah. Hãy xem bản hệ thống có ưu ái cho Hoàng không. Không thể nào nói được từ gì nữa. Xuất sắc, tuyệt vời. Vậy thưa quý vị, như vậy là tỷ số đã là 1-0 nghiêng về cho Lưu Hoàng. Một chiến thắng rất là xuất sắc. Chiến thắng rất là vinh quang. Bây giờ sẽ là bài hát thứ hai, xin mời hệ thống. Xin mời ban nhạc. Chàng trai đuổi theo tình yêu dành cho cô gái, nhưng chàng trai nào hay từ lâu cô đã âm thầm mến thương. Chàng trai nhà xa tận hai khu phố đang ngổn ngang tình yêu dành cho cô gái không yêu ngược lại. Chàng trai vội đem lòng mình từ lâu chưa nói, đem tình yêu vào thư. Từ lâu anh đã yêu em ký tên tình yêu, gửi tròn cho em như thế trên đầu thư, còn ghi ngày buồn tháng nhớ năm thơ. Bài này dễ nha mọi người, bài này dễ lắm. Dễ lắm. Quen thuộc lắm. 5 giây dành cho thử thách. Và thời gian 10 giây bắt đầu. Mời bạn. Cô ấy hồi hương tìm anh nói cho tròn lời, em biết từ lâu lòng anh gió mưa tơi bời, vậy thì sao lòng em dừng dừng lạnh lùng như thế. Cô nhìn anh rồi phân vân, lời thì em rất tốt nhưng than ôi yêu anh đây rất tuyệt đây, chẳng ai mong chạy trốn theo ai nhưng tình yêu là thế. Rất tốt nhưng than ôi ừ anh đây rất tiếc đây, chẳng ai mong chạy trốn theo ai mà xa cứ thế. Yêu thương chờ lâu là yêu thương phai màu, yêu thương gì đâu chỉ toàn thấy lưng nhau. Yêu thương chờ lâu là yêu thương phai màu, yêu thương gì đâu chỉ toàn thấy. Được không? Dạ ừ thì em rất tốt nhưng than ôi ừ thì anh rất tiếc đấy. Mà hình như là khi mà bạn hát có một chút gì đó nó sai sai. À, em biết rồi, em biết rồi, tại vì em nghe mà anh đây rất tiếc đúng không, là bị sai khúc đó. Cô nhìn anh rồi phân vân,
Ừ thì em rất tốt nhưng than ôi ừ anh đây rất tiếc đây. Em rất tốt nhưng than ôi hệ thống rất tiếc. Không sao cả. Tỷ số bây giờ đang là 2-0 nghiêng về cho Lưu Hoàng. Và bạn đó là người chiến thắng vòng chơi này. Ôi má ơi, thắng rồi kìa. Thôi, lần thắng đầu tiên trong lịch sử làm gia game show luôn. Tỷ số là 2-0, bạn là người chiến thắng nhưng mà vẫn còn một bài hát nữa. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau đến với bài hát này để chúng ta giao lưu văn hóa nghệ thuật. Xin mời bài hát thứ 3, xin mời hệ thống ạ. Cho thử thách của chúng tôi. Thời gian 10 giây nhấn chuông bắt đầu. Xin mời Dương Mục. Thời của mày là tới. Đôi hôn xưa em trao tặng anh, còn từng đam mê bừng tình yêu với bao ngọt ngào. Giọng hát rất là tuyệt vời của bạn. Rất hay. Với ca dạ, khúc này, Phải có thể đọc câu trả lời của mình được không? À, dạ, câu trả lời của em là rồi còn mình em thôi ngồi đơn côi. Vâng. Cảm ơn bạn. Bạn hát hay, người hát cũng hay. Đúng rồi. Lại xinh đẹp. Bạn chỉ thiếu may mắn thôi. Ừ. Bởi vì chúng tôi quá nhiều thủ đoạn. À không, lộn. À, bởi vì chúng tôi quá nhiều sự nhiệt quyết từ Lưu Hoàng. Xin mời hệ thống chấm điểm ạ. Như vậy tại vòng thi đấu thứ hai này, tỷ số là 2-1 và chiến thắng giải thưởng 5 triệu đồng thuộc về Lưu Hoàng. Anh ấy đang rất là sung sướng với chiến thắng của mình. Và chúng ta sẽ chờ xem ở vòng thi tiếp theo. Bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng thi truy tìm. Như vậy ở vòng 3 này dĩ nhiên sẽ thay đổi người thách đấu. Xin mời đội Như Mục cử thành viên còn lại của bạn ra đấu với Lưu Hoàng. Rose, người tình 2 năm. Người tình 2 tháng và 2 năm đang ôm để động viên nhau. Bây giờ để nói cho em nghe này nè. 2 tháng nó thua rồi, 2 năm cố lên nha em. Trời ơi, gia đình hạnh phúc quá ha. Đoàn kết quá. Qua ở mâm 2 ngày luôn kìa. Em muốn lời nào gửi tặng cho Lưu Hoàng không? Bởi vì bạn đã thấy được cái sự nhiệt huyết của anh ấy qua hai vòng thi rồi đó. Ấn đồ, anh chế đồ, anh muốn kéo ấn đồ. Ấn đồ, anh chế đồ, anh muốn kéo ấn đồ. Ấn đồ. Dịch. Anh ơi, em nhường chiến thắng này cho anh đó, em không muốn thi nữa. Anh thích kìa. Bạn nói là đúng rồi đó Hoàng, em phải tự tin bởi vì là chính bạn nữ đã muốn giành cái quyền chiến thắng nha, dành cho em. Không, mình cạnh tranh công bằng đi, giờ nam nữ bình đẳng mà.
Đây mới là người em của tôi nè. Tôi thấy đây không phải là cuộc sàn đấu về âm nhạc nữa, mà đang nhìn tiểu phẩm hài. Luật chơi vòng 3 này như sau, vẫn tương tự vòng 1 và vòng 2. Chúng tôi sẽ có một đoạn nhạc do hai ca sĩ thể hiện. Độ khó của thử thách sẽ tăng lên. Đó chính là đoạn in chữ màu vàng, đoạn lời có chữ màu vàng, không mất đi, cũng không đảo ngược, mà sẽ bị sắp xếp lộn xộn. Hiểu không Hoàng? Sao mà em đơ ra vậy? Em hiểu. Ok. Đang sắp xếp lại chữ của tụi mình đó. Sẽ có tổng cộng là 3 bài hát. Dĩ nhiên nếu các bạn giành chiến thắng sớm, tức là đạt được 2 điểm trước, thì bài hát còn lại sẽ là bài hát giao lưu. Và vòng đấu này trị giá 7 triệu đồng. Bây giờ hãy tập trung nha. Hãy đến với bài hát đầu tiên. Xin mời hệ thống. Và xin mời ban nhạc. Bức thư tình thứ hai. Ê, em biết mỗi bài bức thư tình đầu tiên à? Vậy thì chúc mừng em. Cũng khi bước trên đường hôn hút, em tự hỏi mình ta đang đi về đâu. Nếu ngày ấy em không đi về phía anh, không gặp nhau, giờ này ta thế nào? Có khi nhìn kim đồng hồ quay, em tự hỏi mình ý nghĩa những phút giây. Giây khác có chắc mình trông thấy nhau. Bây giờ là thử thách. Thời gian 10 giây bắt đầu. Dù một 10 giây bắt đầu chứ đâu phải là 10 giây lắc đầu đâu Hoàng. Sao em lắc dữ vậy? Bức thư này em chưa đọc. Nào xin mời. Nếu thời gian có quay trở lại, ngày em gặp anh, ngày con gió bồi bồi, em sẽ vẫn bước về phía ấy. Phía tâm xem buôn khung cửa sổ nắng. Quả thật là có rất nhiều những bức thư tình đầu tiên, bức thư tình thứ hai, bức thư tình thứ ba. Nhưng trong số đó, bức thư tình đầu tiên và bức thư tình thứ hai là những ca khúc được biết phổ đến biến nhiều nhất. Nhiều nhất. Để xem, bạn hãy đọc lại một lần nữa rõ ràng. Câu trả lời của bạn là... câu trả lời của mình là em sẽ vẫn bước về phía ấy, phía tấm rèm buông khung cửa sổ nơi anh ngồi. Rớt một chữ. Có sự gì đó sai sai. Bây giờ cho bạn cơ hội đọc lại lần nữa. Em sẽ vẫn bước về phía ấy, phía tấm rèm buông khung cửa sổ nắng nơi anh ngồi. Cô
cũng muốn rớt tim theo bạn. Và chúng ta sẽ chờ đợi đáp án hệ thống. Bởi vì chúng ta sẽ tổng hợp lời bài hát và lời đọc của bạn. Con tích cụ. Xin mời. Chúc mừng ghi một điểm số đầu tiên cho vòng thi này. Chúng ta vừa thấy một hành động rất đẹp từ Lưu Hoàng. Anh ấy nhường, buông súng. Cái này gọi là buông chứ không phải là nhường. Gác kiếm đó. Không muốn cạnh tranh. Tôi hiểu người em của tôi mà. Tại vì bài hát này thực sự là em có nghe qua một hai lần, nhưng mà nếu mà để em nhanh nhậu em bấm chuông là em vẫn sẽ bấm được thôi, nhưng mà em sẽ lại làm trò hề mất, cho nên thôi là em. Trời. Một điểm để dành cho Du Mục. Và chúng ta sẽ đến với bài hát thứ hai. Xin mời bạn hệ thống. Xin mời ban nhạc. Wow. Một ca khúc của Cao Đá Sơn. Nếu ngày xưa bước đi nhanh qua con đường mưa, thì anh đã không gặp người. Nếu ngày xưa em nhìn anh nhưng không mỉm cười, thì anh đã không mộng mơ. Chẳng phải xa khi đang đậm sâu, thì anh đã không đau buồn. Nếu lòng anh không còn yêu em hơn chính mình, thì anh đã quên được em. Chúng ta sẽ đến với thử thách của chương trình đưa ra. Và 10 giây để nhấn chuông bắt đầu. Xin mời Du Mục. Làm sao để đường xưa đừng in dấu chân anh mỗi ngày, làm sao cho lòng anh thôi gọi tên em trong mỗi giấc mơ, làm sao để mưa mùa thu sao để là cái gì? Đang dùng thổ ngữ à? Anh đang bị liệu. Bạn hãy đọc lại đáp án của mình. Đọc lại nha. Đọc lại hả? Ừ. Làm sao để... Ủa, anh Huy xịt cái đầu quá. Em không thấy. Cắn người ta. Làm sao để quên niềm vui, niềm hạnh phúc khi anh có người. Hay quá. Chính xác. Tôi nghĩ là như vậy. Đọc chính xác. Và chúng ta hãy cùng chờ kết quả đánh giá từ bảng hệ thống. Rất tiếc. Điểm đó đã dành cho Lưu Hoàng. Em lại một lần nữa chiến thắng oanh liệt. Chúc mừng em. Em chẳng làm gì cả. Em chỉ cần đứng đó thôi. Đúng. Không làm gì hết. Em đã chiến thắng bằng cả sự nỗ lực của em. Bằng sự lao động nghệ thuật chân chính. Tỷ số 1-1. Bây giờ là bài hát Quyết. Đình. Du Mục cố lên nha. Đừng để rơi rớt nữa nha. Xin mời bạn hệ thống. Xin mời ban nhạc. Ôi, bài này dễ nha. Bài hát quen thuộc. Quá quen thuộc. Quen quá. Của nhạc sĩ Phương Nguyên. Tôi thích. Tôi nghĩ là bài này bả đi rồi. Ừ.
thích nói dối cho bao nụ cười và ăn những món ăn mà tôi thích ăn. Tôi thích tắm nắng Nha Trang Vũng Tàu và ngồi nhìn ngắm máy bay. Tôi thích xuống phố dòng chơi bạn bè, ngồi đàn hát vang tới khúc khí ca. Tôi thích hát mãi cho cô bạn này vì cô ngồi nghe tôi hát mê say. Yeah, rất dễ thương. Ba thử thách của chương trình đưa ra cho các bạn như sau. Mười giây nhấn chuông bắt đầu. Nhấn đi Hoàng, hãy nhấn đi, hãy nhấn đi. Tìm cơ hội cho mình trước đã. Hãy nhấn đi. Ờ trời. Hát sai thôi, cái gì đâu. Rồi Hoàng hát đi em. Hoàng hát đi nào. Em hát đi. Bên đây bữa nay định hình. Vẫn còn định hình. Cái này nhanh lắm á, dễ liệu lắm á. Hoàng, xin mời. Cuộc đời bao năm đâu mà không hát, tìm vui cho ta niềm tin vào cuộc sống. Ta vẫn sầu đi, đừng lo cho ta đi, ca lên bạn ơi mình cùng hát. Tôi thích nắng nắng mưa mưa hai mùa, sợ gì giá băng mùa đông rét run. Tôi thích hơn nói quê hương dịu dàng, tự hào từ trái tim tôi. Tôi thích khúc hát ru con ngọt ngào, ngày còn bé thơ mẹ hay hát. Tôi thích hát mãi cho anh bạn hiền, vì anh thương nghe tôi hát thề. Yeah, Hoàng ơi! Khán giả vỗ tay rần rần. Đúng không dạ? Bây giờ đọc đi! Đọc đi, đọc lại nè, đọc lại là nghe là biết đúng hay sai nè. Tôi thích nắng nắng mưa mưa hai mùa, sợ gì giá băng mùa đông rét run. Rồi xong. Rồi xong. Xong chưa chắc chưa? Tôi thích nói xong. Tiếng quê hương dịu dàng, sao không đọc? Hay là sợ gì rét run mùa đông giá băng ta? Tôi thích tiếng nói quê hương dịu dàng, tự hào từ trái tim tôi. Ok, bây giờ kết quả này thì Trâm không sẽ nói gì, Trâm chỉ giờ bản hệ thống thôi. Xin mời bản hệ thống. Tôi thích nắng nắng mưa mưa hai mùa, sợ gì giá băng mùa đông rét run. Tôi thích hơn nói quê hương dịu dàng, tự hào từ trái tim tôi. Người ta là sợ gì rét run mùa đông giá băng. Đổi ngược là thứ tự người ta luôn. Nghe không? Hoàng, không sao, em vẫn đi lên bằng nghị lực của mình. Đúng. Ít nhất là em đã có can đảm bấm chuông rồi, đúng không? Ít nhất là em cũng đã dừng một điểm với đội bạn. Hay lắm. Em rất là đàn ông. Wow, và bây giờ chiến thắng đã dành về cho đội Du Mục. Xin chúc mừng bạn, 7 triệu đã có trong tay. Đội Du Mục là đội chiến thắng, vì thế ở vòng thi kế tiếp là vòng 4, vòng đặc biệt, những người chơi nào chiến thắng được Lưu Hoàng tại vòng đấu đơn sẽ tiếp tục tái đấu một lần nữa. Và chúng ta đã có sự chiến thắng đơn đến từ... Trời ơi, một cặp luôn nè. Thôi thì người ta vẫn là một cặp mà. Jack và Rose. Và Jack và Rose sẽ chiến đấu với Lưu Hoàng ở vòng thi đặc biệt. Em không có cặp hả? Hả? Em chơi mình á em. Em bây giờ em hốt bà Selene này về đi. Màu vô luôn đó. Có được trợ giúp không? Không, đứng đó làm kiển thôi. Đúng rồi, chị đứng ngắm. Thôi mời chị về đội của em luôn cũng được. Đó, thấy chưa? Người đứng cạnh đỡ rung. Như vậy chúng ta đã có một cặp đấu trắng trắng, đen đen, rất đẹp đôi. Chúng ta cùng nhau đến với vòng 4 tên gọi biến hóa khôn lường. Nào Jack, có Jack về với Rose, Selena về với Lưu Hoàng. Tính em trai của Huy biết Hoàng sợ sự cô đơn lắm.
Nên vì thế khi mà có được một cô gái xinh đẹp kế bên như vậy, chắc chắn là không nói được gì luôn. Nói chung là bây giờ em sự ủng hộ từ một cô gái xinh đẹp như vậy rồi, thì không lý do gì mà ván này em lại thua. Ừ, nếu em thua thật là mất mặt. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với luật chơi của vòng này. Rất đơn giản, chúng ta chỉ có duy nhất một bài hát, nhưng trong bài hát này sẽ tập hợp hết tất cả những thử thách của ba vòng trước, bao gồm có tàng hình, phản chiếu và truy tìm. Thử thách sẽ diễn ra một cách liên tục không ngừng lại, và chúng tôi sẽ không phải là những người chấm điểm đúng hay sai nữa, mà tất cả sẽ do hệ thống. Nếu các bạn hát đúng, trả lời đúng thử thách, bản hệ thống sẽ hiện lên là đúng. Ngược lại, nếu hát sai, lập tức bản hệ thống sẽ báo là sai. Và ở vòng thi này, chúng ta sẽ có 3 câu hỏi gợi ý. 3 câu hỏi này sẽ giúp cho các bạn đoán đúng tên bài hát. Và nếu như các bạn đoán đúng tên bài hát thì quyền trả lời sẽ dành cho các bạn. Bạn hiểu không? Ha. Hoàng là hay hiểu đó. Ờ, hiểu rồi. Mặt nó rất là... Mặt Hoàng nhìn Huy có vẻ là muốn nói điều gì đó. Nói gì Hoàng? Em hiểu. Ok, mình hãy tin rằng Hoàng hiểu. Và trị giá của vòng này là 10 triệu đồng. Thời gian bắt đầu gợi ý 1. Đây là một ca khúc nhạc Pháp lời Việt do nữ ca sĩ Mỹ Tâm trình bày. Xin mời Du Mục. Đây là bài Em Thì Không. Sao không Quý Huy? Hey. Rất tiếc. Rất tiếc bài hát này. Đáp án này đã cướp mất của Lưu Hoàng lượt trả lời đầu tiên. Chính xác đó là bài Em Thì Không. Và đây là một nhạc phẩm nhạc ngoại được nhạc sĩ Châu Đăng Khoa viết lời Việt dành riêng cho nữ ca sĩ Mỹ Tâm. Trước đó thì bài hát gốc đã được những ca sĩ nổi tiếng như là Minh Tuyết, Ngọc Lan trình bày, và ca khúc này đã làm mưa làm gió cho cộng đồng người nghe vào dịp Tết Nguyên Đán 2017 vừa qua. Chúc mừng Du Mục, các bạn đã giành quyền trả lời đầu tiên cho thử thách này. Và các bạn nhớ là khi chúng ta có quyền trả lời đầu tiên, các bạn phải hát liền. Và bây giờ sẽ đến với bài hát của vòng thi cuối cùng. Xin mời bạn hệ thống. Xin mời ban nhạc và ca sĩ. Sẽ được đưa ra cho các bạn. Và Du Mục sẽ là đội trả lời đầu tiên. 5 giây quan sát và ghi nhớ. Và các bạn hãy hát đoạn nhạc này. Cô ta đi bên anh trông rất hay, cô ta tung hô tên anh khắp vây. Em thì không. Em vô tư ngân nga mấy khúc ca. Em không hay không đọc biết nó anh tên. À, đáp án là sai. Xin chúc mừng Lưu Hoàng. Bạn đã có 1 điểm. Liên tiếp nha, nhấn chuông tiếp. Sàn đấu ca tường, bài hát cuối cùng không ai hát được hết. Cái này Hằng ơi, chiến thắng của em hãy cảm ơn thần may mắn. Chị nói thiệt, em vẫn vinh quang nha Hoàng nha, em vẫn chiến thắng đầy thuyết phục. Trời ơi. Bằng nghị lực của mình, thấy chưa?
Đúng là bài hát rất là khó, ca từ nhanh, rất là dễ nhầm lẫn. Nuốt lưỡi luôn anh. Muốn liếu lưỡi, ở dưới tụi tôi hát thêm bla bla bla. Đừng nói các bạn. 2-1 là tỷ số cuối cùng, đồng thời là chiến thắng dành cho Lưu Hoàng. Bạn Lưu Hoàng, bạn hãy cảm ơn người bạn gái kế bên đi. Đây là bùa may mắn của em trong chương trình này. Rinh về luôn đi anh. Ngày hôm nay gia đình chúng tôi rất vui bởi vì đứa em trai của chúng tôi cuối cùng đã tìm được một nửa của mình rồi. Mười triệu. Một lần nữa chúng tôi sẽ khẳng định 10 triệu tại vòng thi đấu cuối cùng đã thuộc về Lưu Hoàng. Và bây giờ để ăn mừng chiến thắng này, chúng ta hãy cùng nhau hát lại ca khúc Anh Thì Không. Ngày hôm nay một buổi thi rất công bằng, rất công tâm. Bằng chính sự nỗ lực vượt lên hoàn cảnh kém trí nhớ của mình. Đây là trí nhớ kém. Trí nhớ kém của mình. Bộ não cá vàng của anh ấy đã hoạt động hết 200% công lực để dành về cho mình giải thưởng. Đó chính là bao nhiêu vậy Lưu Hoàng? Cái cá luôn. 15 triệu phải không? Dĩ nhiên khi nhắc về tiền tôi hiểu người em của tôi mà. Chúc mừng Lưu Hoàng 15 triệu. Và các bạn chú mục của chúng ta cũng rất là xuất sắc. Các bạn đã mang đến cho chúng tôi những giây phút, những bài hát thật là hay qua phần thiền của những cô gái. Đây là một đội rất là xinh đẹp, rất là đoàn kết. Và các bạn đã dành cho đội của mình 10 triệu đồng. Xin chúc mừng các bạn. Là một ngày rất là thú vị của em trong cuộc đời đi hát. Đúng, em trai tôi đã thắng game show, trời ơi. Siêu giờ thắng một cái game show mà được cầm một cái bảng to đùng như vậy. Và nhân đây là em cũng xin là trích ra 5 triệu đồng này để gửi tặng cho mái ấm Linh Sơn ở quận 4. Để cho các bạn chị em nghèo khuyết tật, vì dạo này gần đây công việc em khá là nhiều nên em không đến thăm các em bé thường xuyên được. Cảm ơn tấm lòng hảo tâm của Lưu Hoàng và chúng tôi sẽ ghi nhận số tiền đóng góp này và chuyển đến mái ấm Linh Sơn. Rose, bạn có cảm nghĩ như thế nào? Nói chung là hôm nay tới với cái đêm ngày hôm nay á, đôi du mục rất là vui và hạnh phúc. Khách mời ngày hôm nay mặc dù thắng trong may mắn nhưng mà... Cái gì mà may mắn? Nỗ lực á, nỗ lực. Nỗ lực trong may mắn. Dù gì cũng chúc mừng mình Fair Play. Chúc mừng... Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ cho cả hai đội ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị và các bạn, chương trình Sàn Đấu Ca Từ xin được khép lại tại đây. Hãy nhớ giờ phát sóng của chúng tôi đó chính là 19 giờ trên kênh HTV7 vào tối Chủ nhật hàng tuần. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Công ty Truyền thông và Giải trí Điền Quân thực hiện. Sao mà nhấn hết trơn vậy? Đi uống cà phê hai đứa đi uống cà phê. Không. Thưa điều tôi muốn thông báo, tất cả các giác quan của tôi đã quay trở về rồi. Đón xem tập 8 Sàn Đấu Ca Từ phát sóng vào lúc 19 giờ ngày 26 tháng 11 năm 2017 trên kênh HTV7. Xin chào và hẹn gặp lại. We'll be right back.